Xin chào các bạn. Windows 11 được Microsoft ra mắt ngày 5 tháng 10 với rất nhiều hứa hẹn về hiệu suất, công nghệ hiện đại, bảo mật cũng như các thay đổi về giao diện. Tuy nhiên, thời gian qua thì Vietbiz nhận được một số phản hồi của khách hàng về driver máy in không tương thích trên hệ điều hành Windows 11. Trong video này thì Vietbiz sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật driver máy in để phù hợp với Windows 11 và có thể in ấn trên Windows 11. Trước hết các bạn truy cập Google, gõ drive, ở đây tôi ví dụ là máy in HP thì gõ driver HP printer. Các bạn vào trang chủ của support HP. Tại phần enter your product name thì bạn gõ tên của sản phẩm. Ở đây tôi ví dụ là máy in tôi đang dùng là máy in HP M404DN. Máy in được rất nhiều văn phòng sử dụng trong thời gian này. Tại cửa sổ mở ra thì hiện driver cần tải về thì bạn chọn hệ điều hành là Windows 11. Nếu mà trang mà đang hiện là Win 10 thì bạn vào Choose a different OS, bạn chọn Windows 11. Sau đó bạn tiến hành tải về và cài đặt driver một cách bình thường. Sau khi cài đặt driver thì bạn tiến hành vào control panel và setting các chế độ như bình thường trên Windows 11 và tương tự đối với các sản phẩm khác. Trên đây là hướng dẫn của Vietbiz về cách cài đặt driver, cập nhật driver máy in trên Windows 11. Chúc các bạn thành công. Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, các bạn hãy truy cập vietbiz.vn.